chào mừng anh chị đến với mô đun thực hành đường trường. Ở mô đun này, học viên sẽ được giáo viên hướng dẫn trực tiếp trên đường trường theo quy định mới hoàn thành học phần DAT bao gồm 710 km đối với hạng B1, 810 km đối với hạng B2, 825 km đối với hạng C. Anh chị được giáo viên giỏi chuyên môn, thân thiện với học viên hướng dẫn tận tâm. Ngoài kỹ năng điều khiển xe cơ bản, kỹ năng quan sát, gương chiếu hậu, biển báo, người điều khiển giao thông, phương tiện tham gia giao thông, kỹ năng xử lý tình huống thực tế trên đường trường. Qua mô đun học giúp anh chị tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm lái xe quý báu từ giáo viên giỏi chuyên môn. Học lái xe DLX, thương hiệu đào tạo lái xe chất lượng cao. Nhấn theo dõi để cập nhật thông tin về khóa học và bài giảng. Chúc anh chị ôn thi tốt và lái xe an toàn.